Được rồi, hãy cùng bắt đầu theo dõi trận đấu mà tất cả chúng ta đang trông chờ hôm nay. Cơ hội là đây, sút đi. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Đường chuyền quá thông minh, anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Sẽ có phạt góc. Tạt đi. Rashford đã không trúng mục tiêu. Aaron Bisaka. Ronaldo. Thật gọn gàng. Sút. Nhưng quả bóng đã đi ra ngoài. Mascherano. Tình huống tấn công rất hay. Đó nên là một cơ hội. Vào. Pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Tỷ số được mở 1-0. Pogba. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Thật tuyệt khi sút. Thủ môn đã bắt rất tốt. Và đây là cú sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Ít nhất thì cũng có một pha phạt góc. Aaron Bisaka. Rashford. Ronaldo. Sút đi. Vào rồi, thật tuyệt vời. Bàn thứ nhất đã cho anh ấy sự tự tin tuyệt vời để tiếp tục ghi thêm bàn thắng này. Tỷ số hiện tại là 2-0. Đó là một cú đánh gót thật tuyệt khi nhìn thấy nó. Wayne Rooney. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Pogba. Thật không may, anh ấy đã ghi một bàn thắng vào lưới đội nhà. Rất tiếc trò vệ, đó là trách nhiệm của anh ấy, một bàn phản lý nhà. Bạn luôn muốn phá bóng lên trong cái tình huống đó, nhưng đôi lúc bạn sẽ không biết được bóng sẽ bay ngược vào lưới. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Chuyền bóng lại thành công. Bruno Fernandes.
chúng ta quyết định thời gian bù giờ là 3 phút. Rashford tăng tốc, Ronaldo. Hiệp một đã kết thúc với tỷ số. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Ronaldo. Đây rồi. Và đó là một quả đánh đầu. Đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Anh ấy nỗ lực tạt bóng từ cánh phải vào trong. Và sau đó là bàn thắng mà các bạn cũng có thể thấy rồi đấy. Cú đánh đầu rất mạnh. Và còn hiểm hóc nữa, thủ môn hoàn toàn bất lực trong tình huống cản phá. 3-1 trên bảng tỷ số. Chúng ta sẽ bắt đầu lại trận đấu. Đây là một pha bóng tốt. Và ngăn chặn tuyệt vời. Ronaldo. Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt đứt đợt tấn công. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Thủ môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Pha bóng tốt. Và anh ấy đã với cái bóng. Một tình huống đánh đầu đưa bóng lệch cột dọc rất khó khăn. Bruno Fernandes. Cơ hội. Sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Pogba. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Lại một tình huống phạt góc nữa. Tạt bóng đi. Anh ta đã bắt được bóng. Vẫn là phạt góc. Thật tuyệt khi sút. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Rashford. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt. Đây có thể là một trong những bàn thắng bất ngờ nhất trong cuộc đời bình luận của tôi. Một trận đấu tốt, 3-2. Anh ấy thật sự là một phù thủy trên sân cỏ thật tuyệt vời. Đó là một cú đánh gót thật tuyệt khi nhìn thấy nó. Wayne Rooney. Ronaldinho. Không ai ngăn cản. Vâng, đó là một trong kỹ thuật xử bóng rất đáng xem. Ha ha, pha đi bóng rất hay. Pha bóng tốt. Cắt bóng hay. Ronaldinho. Những người hộ vệ của khu vực 16m50 đang chơi rất chắc chắn. Ronaldo. Cho Wayne Rooney. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Phạt đền rồi. Trọng tài đã rất thẳng thừng về việc đưa ra một quả phạt đền, nhưng ông ấy lại chưa hề có ý muốn đưa ra một hình phạt nghiêm khắc với cầu thủ phạm lỗi. Tôi cứ nghĩ là cầu thủ này sẽ bị một chiếc thẻ vàng cảnh cáo, nhưng không. Một pha cản phá tuyệt vời. Thời gian nếu bạn luôn nhảy về một phía thì rồi cuối cùng cũng sẽ có một lần trúng mà thôi.
Ha ha, tuyệt vời quá. Đây chính là sức mạnh của sân nhà. Đội chủ sân đang rất biết cách gây áp lực với đối thủ khi mà họ được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Chính xác là như vậy, họ đang tiến đến rất gần với chiến thắng, còn các cổ động viên thì vẫn đang reo hò không dứt. Có cơ hội ngay bây giờ, bật rất tốt, một cú sút tầm thấp. Sẽ không còn đường lùi nữa. Ôi trời, một pha phản lưới nhà, một bàn đã phản lưới luôn rất tệ. Nhưng vào thời điểm này của trận đấu thì đúng là cực kỳ tệ. Trong anh ta xem, dường như anh ấy đang suy sụp. Vâng, anh ta đã có những sai lầm vừa qua. Và đây là thời điểm thật tệ hại khi anh ghi bàn ở lưới nhà. Trận đấu sẽ có thêm 4 phút giờ nữa. Thật đáng tiếc khi trận đấu hay thế mà lại không còn thắng nào xảy ra. Đây rồi, cơ hội ghi bàn đã bị chặn lại. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 3-3. Tình huống tấn công rất hay. Đó nên là một cơ hội. Wow. Sút đi. Vào rồi, thật tuyệt vời. Rất tiếc trò vệ, đó là trách nhiệm của anh ấy. Đây rồi, và đó là một quả đánh đầu đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Cơ hội sút, và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Lại một tình huống phạt góc nữa. Anh ta đã bắt được bóng. Vẫn là phạt góc. Thật tuyệt khi sút. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Rashford. Có cơ hội ngay bây giờ. Bật rất tốt, một cú sút tầm thấp. Sẽ không còn đường lùi nữa. Ôi trời, một pha phản lưới nhà. Một bàn đã phản lưới luôn rất tệ. Nhưng vào thời điểm này của trận đấu thì đúng là cực kỳ tệ.